Thì hôm nay quay cái cảnh lúa bà con mình vụ hè thu không thu hoạch được nè, bỏ rất nhiều cái khu này từ đây vô tới trong lúc trong đó đó bà con, trong đó bà con đang mót rất đông, trong đó cũng 7-8 người đó, mười mấy người luôn. Nói chung là cái vạt này nó sập á, mưa gió sập với quần lung con nó sập dài đó, rồi mới cắt cắt không được á, bỏ rồi bà con này ta mót rất là đông luôn, mót cái chuyện qua giờ nói chung là tính ra cũng cả tấn lúa, tại vì sập đó cắt là chỉ cắt tay nè rồi dò, nhưng mà lúa nó dơ, nhưng mà mót về mình phơ mình sẽ ăn thì không sao, nếu mà cắt bán cho lái không được đâu, nó ướt nó ấy nè, mót cả bao bao vậy nè. Sớm giờ là hôm qua giờ là mấy ngày nay là bà con ta chở một người hai bao ba bao cũng như chở cỏ vậy, nó trong đó mót ra đội đội nguyên cái khu này. Là năm nay là nói bà con mình là lỗ rất là nhiều, có người rất nhiều lỗ cả 100 mấy 200 triệu là chuyện bình thường, thường thường lỗ vài chục vài triệu, nói chung tiểu đất á, đất nhiều thì sập nhiều lỗ nhiều á. Đó, để nói nông dân mình làm lúa lời lắm, nói chung là hồi vụ rồi lời không có nhiều, nhưng mà vụ này rồi trả là trả 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 lỗ vốn luôn chứ không phải là những chơi này. Nguyên cái khu này là bỏ nè, dài vô tới trong đó luôn đó bà con, đứt mì nhau luôn, trong đó bà con ta đang mót trong đây nữa nè, đó trong đó đó mót, trong đó có mười mấy người đó, mót bao bao này. Sớm giờ chở về tưởng đâu là đi cắt cỏ mà nhật hờ là chở lúa mót ha. Đó đây thì chủ yếu là bà con dân tộc nhiều ha. Đây thấy vậy chứ mót là đạp ra là cả bao lúa không á, cũng có lúa xay ăn không con, nói chung là còn chịu khó đi mót rồi phơi vậy nè, người chút đập ra rồi phơi về nhà thì mình sẽ kêu xe máy xay, mình xay cũng có gạo ăn ha, chứ giờ mua gạo cũng mắc lắm. Ngày mót mấy dạ? Cái đó sao không để cho nắng ráo ráo chút mình hả đập? Nó khó đạp hơn cái ướt. Vậy hả? Ướt gì đập? Này mình mót giờ mình phơi sẽ ăn hay sao anh? Sẽ ăn chứ bán cũng không có nhiêu tiền đâu. Đúng rồi, để sẽ ăn im hơn. Gạo này ăn ngon lắm. Ô em này xay ăn nó dẻo ngon lắm, mềm cơm. Đúng rồi. Chứ mình mót này bán mót ngày, nếu chịu mót là xay ăn bao gạo mình. Nghe nói cạnh phía bên biên giới đó cũng ngập dữ lắm á, nghe nói bờ xuồng cắt không á. Tại mình không có xuồng, không biết lôi nước nữa. Bà không biết lôi nước nè. Năm nay làm nông cũng lỗ thấy bà luôn rồi, mấy người này lỗ quá. Tàu mót đông ta dài lúc trống rồi, lâu tí cho người nghèo ăn đi mình cùng làm thứ. Thì cái nào mà ông cắt được mà ông mới bỏ cho cắt cắt được dễ mà ông bỏ à. Này là nước kinh nó bằng luôn hả bà con, nước kinh giờ là nó ngang mặt ấy, vô xem xét vậy. Cái này UE18 tại bà con mình không có xử lý cứng cây rồi á, với những cái giai đoạn cần thiết, ví dụ như chỗ điều chỗ công chế me rồi đó đuôi không chịu khai nước để là ngang ngoài á, về bộ rễ nó không ra, nó không ra, với bà con không có xịt thuốc kèm cho bộ rễ nó giữ nguyên á. Rồi nó yếu rễ nó sập, rồi yếu cây sập, nói chung là đó là do cách bà con canh tác nữa, với cách bà con nước á, quản lý nước á, đừng giai đoạn cỏ mà do mùa mưa gió mà để là ngang hoài mà đường nào mà không sập được, khai cho mình cứng đắc luôn, nhắc đông ha. Rồi thì đây sang quay cho bà con xem.